Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái cách là làm thế nào để cho cái chữ mà chạy theo cái đường dẫn của chúng ta. Thì cái đường dẫn của chúng ta nó chia hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là hình tròn, và cấp độ thứ hai là một cái đường lượn sóng có sẵn từ bên ngoài. Bên ngoài tôi sẽ vẽ một cái hình tròn này. Giữ cam chôn khi vẽ nha, các bạn nhớ nha. Rồi, thì đây chính là đường dẫn để mình chúng ta đồ lại những cái huân chương, huy hiệu hay cái gì đó nó nằm trên đây. Được chưa? Và tiếp theo là chúng ta nên chọn một cái text là phím F8 chúng ta đánh vào đây. Ví dụ thầy sẽ đánh một cái biểu tượng là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tự do hạnh phúc, đúng không? Rồi. Sau khi mà làm xong được cái biểu tượng này thì các bạn hãy đo cho tôi là cái kích thước của cái này nó bằng chiều cao của kích thước cái hình mà mình muốn đồ không? Cái này có bằng đúng cái khung đấy không? Là xong. Câu chuyện của chúng ta chỉ việc chọn vào text, chọn vào fit text to path. Chị nào ạ? Sau khi chọn vào đây xong, bạn hãy tích vào đây cho tôi một cái thì tự khắc nó sẽ ăn vào đây. Ra ngoài thì bằng cách kéo ra ngoài, thích vào trong thì kéo vào trong. Nhìn nó tự kéo chưa? Bạn buông chuột ra thì coi như là bạn chấp nhận. Hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì tôi sẽ chọn vào đây. Sau khi chọn vào đây xong thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là ở kích thước của chúng ta tôi tích này thì các bạn có nhìn thấy chưa? Rồi, sang phải lên trái, lên trên xuống dưới, hiểu cái này chưa? À, rất dễ dàng. Sau đó chúng ta sẽ có lập sang trái là sang phải, bay vào trong hay bay ngoài. Em nhìn cái biểu tượng dấu chấm tròn không ạ? Cái chấm tròn này biểu hiện cho việc là các bạn sẽ nằm ở vị trí này hay vị trí này, đấy tùy về vị trí của các bạn và chọn vào đây cho tôi. À, tất nhiên chúng ta giãn ra bằng công cụ này F10, cầm đi F10 thì cầm này giãn ra thì cái này nó cũng dài ra cho các bạn, nhìn thấy dài ra chưa? Nó cũng dài ra. Và ngắn lại thì nó sẽ khít lại như bình thường. Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo. Vậy thì sau khi mà chọn vào text thì ở đây nó có mấy cái giá trị mà bạn cần lưu ý, đó là chúng ta có thể làm text chạy vào bên trong. Đấy ạ, chúng ta chọn ở đây. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng mà để em thấy là chạy vòng trong ngược lại đúng không ạ? Nhá, xong. Đây gọi là text chạy theo đường dẫn. Được chưa? À, phần thứ hai nữa là tôi cũng muốn chia sẻ cho các bạn, đó là về cái text của chúng ta, nó có text đây. Và ở đây nó có một cái gì nhỉ? Chúng ta chọn vào tool. Đây. À, các bạn nhìn này, lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái phần run. Bạn nhìn run chỗ này chưa? Thì cái này bạn sổ xuống ở đây nó sẽ có một cái là làm lịch. Đây là làm số, có nghĩa là làm cái bộ số tự động đấy của cái lịch đấy. Thì tôi chọn vào đây một cái và tôi ấn vào run. Bạn nhìn run chưa? Thì nó sẽ sinh ra một cái bảng cho các bạn lựa chọn. Thì đây là lịch 2019, nhưng mà chúng ta muốn lịch 2020 thì cũng cực kỳ dễ dàng. 20 là tự có. Bạn muốn cái số mà bộ số của mình là bao nhiêu trang thì tùy thuộc cái giá trị bạn ấn on đây thì nó sẽ có tất cả các tháng cho các bạn. Cái bộ số nhá. Và tiếp theo bạn hãy chọn cho tôi là cái kích thước cổ của bạn bằng bao nhiêu, thì tôi chọn là cái 43, ví dụ 4334 này, thì bạn sẽ thấy là đây nó có từ tất cả bộ số rồi. Và chúng ta chỉ cần ấn nút một cái thôi là câu chuyện của chúng ta đã tạo ra một bộ số cho toàn bộ lịch. Nhưng lịch này gọi là lịch dương, còn lịch âm thì chúng ta phải chờ vào tháng 10 thì người ta sẽ cung cấp cho mình. Mình chỉ việc add vào là xong. Nhưng chúng ta có thể làm lịch cho con chúng ta được không? Chúng ta có thể làm lịch cho ai được không? Thì đây chính là lịch đã. Ấn vào expand là convert toàn bộ đi, còn ấn vào đây thì nó tự tạo ra và có thể vẫn thay đổi phông chữ được. Ví dụ ấn vào đây, em nhìn này, chạy một lúc xong thì nó sẽ làm sao? Có được cái điều mà chúng ta mong muốn. Ok, xong rồi. Tắt bỏ cái này đi. Bộ số có. Đấy chưa? F2 chúng ta phóng to tạm thời. Đó, rồi, chọn vào đây. Ungroup bằng Ctrl Shift, Ctrl U là tách ra. Ctrl U là tách ra, Ctrl G là group lại thì cái chữ này chúng ta vẫn thay đổi được phông chữ như bình thường. Các bạn có thấy thế không ạ? Bạn có thể chọn một cái màu. Đây là bộ số nha, nhìn thấy bộ số chưa? Vẫn là con số như bình thường. Muốn làm bộ số nha, Ctrl này chúng ta sẽ xóa hết, nhìn chưa? Làm lại nào. Tool, chọn vào phần này, chọn vào run. Nhìn này không ạ? Đây gọi là tạo bộ số trong Corel.
quên mất, chọn vào đây, tool, chọn vào đây, chọn vào phần run đây. Sau khi chọn vào đây thì chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn vào lịch. Sau khi chọn vào lịch thì ấn run thì nó sẽ tự xuất hiện cho chúng ta cái bảng thích năm bao nhiêu, đấy là việc của chúng ta. Năm 2030 vẫn được hết, cái này tự mặc định mà chúng ta có rồi. Thì chúng ta chỉ cần chọn đây và ấn vào ôn thì tất cả các trang, chọn số trang nhiều hay ít tùy thuộc vào đây của mình, ngắn dài cao thấp. Nếu mà em chọn giá trị đầu tiên thì nó chỉ có một trang nhảy thôi, và nó phải sinh ra 12 trang còn lại ở các page ở trên đây. Nhìn này, chờ chạy. Ok, em nhìn thấy từ page chưa? Và mỗi một cái page này nó sẽ có giá trị cho bạn. Ví dụ tôi chọn page 6 là chính là cái này, 7 8 9, mỗi cái là một tờ. Vừa rồi là sinh ra 12 tháng trên một tờ, còn cái này là phải sinh ra 12 tờ luôn. Đấy, nhớ. Rồi, vậy thì cái current của chúng ta nó sẽ làm được như này. Tiếp theo, sau khi mà làm xong thì bạn có thể chọn một cái giải pháp là một cái hình như này, chúng ta sẽ biến nó trở thành một cái tấm ảnh. Hiệu ứng cho tấm ảnh bằng cách nhá, các bạn nhìn này. Ở đây nó sẽ có một lệnh là bitmap. Convert to bitmap. Thì trong cái phần hiệu ứng của cái thằng Corel cũng có nhiều cái thú vị, mà trong Illust làm vất vả hơn và Photoshop vất vả hơn thì tôi sẽ chọn vào đây, nhìn này, convert to bitmap. Và tôi biến nó trở thành một cái ảnh có độ phân giải là 300, và cách kênh màu của chúng ta là chọn là CMYK. Sau khi làm xong chúng ta đã ok thì cái này nó sẽ tồn tại giống như một tấm ảnh. Mà đã là một tấm ảnh thì có hiệu ứng gì không? Thì có, chúng ta chọn được bitmap. Ở đây chúng ta có lệnh là 3D và chúng ta chọn vào đây. Nhìn em ạ, cái này rất thú vị là khi em làm thiết kế đấy, nó đẹp lắm. Nhìn này, tự cuộn. Nhìn ạ, từ góc này tự cuộn cho. Đấy, thay cho việc em vẽ đúng không? Cái này làm phát được cạnh, trông rất đẹp. Và chỉ việc xuất cái này ra ảnh, gửi sang Photoshop làm cái cuộn cuộn nên là ngon rồi. Đúng không? Thì đây chính là cái cách thức mà chúng ta lựa chọn thôi. Ví dụ sổ xuống tôi chọn là màu đỏ. Nhìn đây, tông số màu đỏ chưa? Ok, tôi sổ xuống tôi chọn là màu khác, có thể màu xanh, cái này là màu xanh. Ổn không ạ? Trông ổn rồi. Rồi, sau khi làm xong thì bạn hãy quét qua và phóng to cho tôi thì bạn sẽ thấy là khá là đẹp và bắt mắt. Chúng ta chỉ mang cái này sang và cắt đi là câu chuyện, chúng ta lấy toàn bộ cái này để làm thiết kế. Hiểu cái này chưa? Rồi, ok. Rồi, tiếp theo, cái ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần để ý mấy cái thứ như sau, đó là gì? Trong Corel nó có một cái tạo bố cục giống như tôi vừa chia sẻ trên kia này. Nhưng bạn cũng không bao giờ được quên những lệnh cắt của tôi. Đó là cho ảnh chui vào khung. Ví dụ vẽ một cái khung nhảy, chúng ta chọn vào import, chúng ta chọn vào Ctrl Y, kéo một cái ảnh vào. Nào, chọn ảnh đây. Muốn cái ảnh này chui vào đây thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh như sau, đó là chuột phải vào cái ảnh và chọn vào Power Clip Inside. Chúng ta chỉ vào đây, khắc tự khắc chui vào. Muốn chui vào trong sau khi vẽ xong thì giữ phím Ctrl tích vào đây là chui vào trong, và phóng to cái hình lên. Sau khi phóng to xong thì chúng ta giữ Ctrl tích thẳng ra màn hình, chúng ta dứt lại. Đây là trường hợp đầu tiên là bạn đã cắt ảnh theo khung mà mình định vị. Còn loại thứ hai là bạn sẽ chọn vào Ctrl Y, cũng tương tự như vậy nhưng mà cái khả năng kiểm soát yếu hơn, bằng cách là bạn quét qua hình, bạn sẽ chọn một cái hình tròn, bạn quét vào đây, nhìn thấy không ạ? Chúng ta cắt dao giữa hai đối tượng với nhau bằng cách quét qua và cắt dao đây tạo ra miếng thứ ba. Cái này tôi kéo vào đây tôi có miếng thứ ba, và cái này khó kiểm soát hơn là so với cái vị trí đầu tiên. Bạn nhìn không, giữ Ctrl bây giờ ấn vào đấy nó không nhận. Hiểu cái này không ạ? Đây được gọi là cắt ảnh. Cái này cũng có thể giống như cắt ảnh nhưng có thể điều chỉnh được khoảng cách tích vào trong. Vậy thì hai giá trị khác nhau nhá, các bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì một đối tượng khi mà bạn muốn đồ hình thì chắc chắn là bạn dùng theo phương pháp này, là vẽ cái pen đồ quả táo ra là kề ngon rồi đấy. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, tiếp theo, trong cái Corel các bạn cần lưu ý đó là gì? Chúng ta vẽ là một đối tượng luôn luôn phải nắm rõ là mặt kích thước, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Chọn cho nó một cái màu là chắc chắn đây là nền bền. Loại thứ hai, ấn vào F11, đó là gradient, là loại thứ hai cần nắm chắc. Loại thứ ba là dùng bằng ảnh, thì đó là cái cách vừa rồi chọn ảnh vào rồi, nên là bạn phải cần lưu ý cái đấy. Được chưa? Tiếp theo, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ học về cái cách, đó là gì? Ctrl, kéo từ trái qua phải và tất nhiên chọn một cái màu. Nguyên tắc của cái hình này là dùng cái cộng lệnh là Ctrl Q là convert, xong F10 là bẻ cong của nó. Ví dụ tôi ấn vào Ctrl Q
Và tất nhiên ở F10 chúng ta quét qua đây thì cái hình của chúng ta nó sẽ được như thế này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Vậy thì chắc chắn là chúng ta phải nắm rõ được mặt thêm điểm, bớt điểm và vẽ như nào để ra được cái này. Đấy là phần coherence mà nắm được. Rồi tiếp theo là các bạn nhìn này, sau khi làm xong tôi sẽ xuất cái file này ra để đi in. Thì tôi sẽ chọn cho nó giải pháp như sau, là cái hình này nhỏ quá, tôi sẽ ấn đối tượng vào giữa màn hình bằng P. Ấn P là sẽ làm cho đối tượng vào giữa màn hình của chúng ta. Và sau khi giữ màn hình xong thì tôi chọn vào file và tôi vào export nó ra. Đây là Ctrl E là xuất file. Với xuất file này người ta để đuôi đầu tiên là đuôi PDF, loại thứ hai đuổi để đuôi AI để chúng ta có thể chuyển sang AI chúng ta làm tiếp. Loại thứ ba là loại JPG, chúng ta sẽ chọn vào JPG. JPEG. Và như này thì bạn đánh ra một giá trị đầu tiên là tôi chọn desktop và tôi gõ một cái tên ví dụ ABC nhá. Export. Để ý này. Cái phần export này thì các bạn nó sẽ ra một cái thông số bảng. Trên cái bảng này nó có một cái tôi sẽ ấn OK. Nhìn thấy chưa? Độ phân cái CMYK, cái quality là chất lượng ảnh cao nhất, bạn sẽ chọn vào đây. Được chưa? Xong, tôi ấn OK. Và ngay tức sau khi làm xong, tôi cửa sổ D ra ngoài để tôi kiểm tra lại thì tôi đã có một tấm ảnh, tôi đã xuất ảnh cho khách hàng xem. Nhìn nó to không ạ? Nó rất là to, nhìn lại to lắm. Nhìn này chưa? OK, vậy thì các bạn hiểu rằng tính chất của cái Corel này. Thì nhớ một điều rằng là sau khi làm xong phải convert chữ, là quét qua toàn bộ chữ dùng Ctrl Shift gì? Ctrl Q nha. Nha, chúng ta sẽ dùng Ctrl Q là convert chữ là thứ nhất trước khi đi in. Và thứ hai xuất ra có hai loại đuôi thứ nhất là đuôi input, đuôi thứ hai là PDF và đuôi thứ ba là chính là đuôi ảnh. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ ngồi thực hành làm cho tôi là đồ 5 cái logo. Các bạn lên trên mạng và đồ cho tôi 5 logo trước để luyện bài tập để chúng ta chuẩn bị sắp thi.